xin mến chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em hôm nay em lại đi ra vườn đây hôm nay sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một loại rau một loại dược liệu nữa và mình sẽ trả lời một số cái câu hỏi giải đáp một số thắc mắc à, tại sao và mình có nên sử dụng cái loại rau này hay không rồi để em chỉnh cái máy quay một chút xíu nhá cô bác và anh chị à, cho nó rõ rồi, đây. Hôm nay cái loại rau mà em muốn chia sẻ đó là rau răm. Một cái loại rau gia vị vô cùng quen thuộc luôn. Vậy rau răm có những cái công dụng gì và có thể chữa được những cái bệnh gì và một số lưu ý khi mà mình sử dụng cái rau răm này thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu và giải đáp nhé rau răm hay là còn có một số tên khác như là thủy liễu, thủy lục à, là một cái loại rau đặc hữu của Việt Nam, Lào ở Campuchia, những cái ba mấy cái nước Đông Nam Á này thì mình sử dụng cái loại rau này rất là phổ biến. Nó ưa cái khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt, à, mình sống quanh năm và sinh trưởng thì rất là dễ. Ưa cái ẩm và chịu bóng có thể súng. À, có thể sống ở cái vùng ngập nước xong thì nó không có chịu hạn được nên là mình à, có thể là rất là dễ dàng mình mấy cái vùng ngập ngập mà bị à, Mấy cái nơi ngập ngập mà bị tán tre thì cứ trồng nó vào là nó sống thôi rất là dễ sống và bây giờ thì em sẽ chia sẻ đến một số những cái tác dụng của rau răm cái công dụng đầu tiên của rau răm theo cái y học hiện đại đó là rau răm giúp hạ sốt và chống oxy hóa trong rau răm thì nhờ cái hàm lượng vitamin và khoáng chất rất là dồi dào nên là rau răm có thể giúp chữa cái bệnh cảm cúm ngăn ngừa lão hóa và chống lại các cái gốc tự do cái công dụng thứ hai của rau răm đó là nó hỗ trợ tiêu hóa rất là tốt kích thích tiêu hóa, giảm nôn, giảm đầy bụng khó tiêu và làm ấm bụng. Bởi vậy nên là nó thường được ăn kèm trong các cái món ăn. Cái công dụng thứ ba đó là kháng nấm. Rau răm làm ngăn chặn cái sự phát triển của nấm và làm cho tiêu diệt được cái nấm. Cái công dụng tiếp theo đó là làm đẹp da. Rau răm có khả năng làm dịu da, giảm ngứa, tăng cường hàng rào bảo vệ miễn dịch tự nhiên cho làn da. Đó là những cái tác dụng của rau răm theo cái y học hiện đại Và theo cái y học cổ truyền thì rau răm có vị cay nồng, đắng nhẹ, mùi thơm, tính ấm và có tinh dầu Tác dụng của rau răm theo y học cổ truyền Rau răm có tác dụng bổ trí óc, sáng mắt, hỗ trợ tiêu hóa, sát trùng, làm ấm bụng, mạnh gân cốt, chống viêm, thúc đẩy cái vết thương mau lành, hoạt huyết, giải độc và hạ sốt chủ trị các cái bệnh như là chữa à, cái chứng à, ăn không tiêu, nôn mửa, đầy hơi, bệnh lý ngoài da như là nấm hay là lang ben thì mình có thể sử dụng rau răm. Cách sử dụng rau răm thì mình có thể à, dùng dưới dạng sắc uống, dùng à, ngoài da hoặc là dùng tươi ăn trong các cái bữa ăn kèm với các cái món ăn. À cái uh, liều dùng thì uh, đối với thân và lá tươi thì mình dùng từ 15 đến 20 g và tối đa là 40 g một ngày. Còn dùng ngoài da thì uh, không cần kể liều lượng. Có một số kiên kỵ khi mà mình uh, sử dụng rau răm thì uh, mẫn, những người mà mẫn cảm với cái thành phần hay là dị ứng với bất cứ cái thành phần nào mà có trong rau răm thì mình không nên sử dụng. Phụ nữ có thai hay là người có thể trạng ốm yếu kinh nguyệt không đều thì mình cũng không nên uh, sử dụng uh, rau răm. Dù là cái rau răm này nó không có cái độc tính nhưng mà uh, mình cũng không nên sử dụng quá nhiều, tại vì nó sẽ làm giảm cái ham muốn tình dục cũng như là bị rối loạn kinh nguyệt. Đây là một cái uh, tác hại mà bởi vậy nên là rất là nhiều người nói nhất là nam giới không nên sử dụng rau răm nhưng mà với cái liều lượng mình ăn vừa phải mình ăn kèm với các cái món ăn thì hoàn toàn có thể sử dụng rau răm nó rất là tốt cho sức khỏe nhưng mà mình không nên lạm dụng nó thì nó sẽ gây nên cái tình trạng mà giảm cái ham muốn tình dục và lộ dối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ và bây giờ thì em sẽ chia sẻ đến một số bài thuốc từ rau răm. Thì mình có thể sử dụng cái rau răm để chữa cái nôn mửa hay là tiêu chảy. Thì mình dùng cái hạt rau răm 20g, hương nhu 40g và mình sắc uống. Mình chia thành 3 lần uống trong ngày. Mình sắc khoảng 1 lít nước và còn khoảng nửa lít thì mình chia thành 3 lần mình uống trong ngày nha cô bác và anh chị. Cái bài thuốc thứ hai là bài thuốc chữa tê tay chân vết thương bầm tím và sưng đau thì mình có thể dùng cái rau răm tươi này mình giã nát mình trộn với long não hoặc là dầu long não mình xoa bóp cái vùng da bị tổn thương thì nó sẽ à, làm cho cái vết thương của mình rất là nhanh lành cái bài thuốc thứ ba đó là chữa rắn cắn từ rau răm thì theo cái kinh nghiệm dân gian mình có thể lấy rau răm 20 ngọn mình giã nát, mình vắt lấy nước mình uống. Còn phần bã còn lại thì mình đắp lên cái nơi rắn cắn thì nó sẽ làm giảm sưng đau và tuy nhiên thì khi mà bị rắn cắn thì đây chỉ là cái mẹo dân gian mình có thể áp dụng và mình cũng vẫn phải đưa cái người bệnh đến nơi cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và điều trị nhé. Cái bài thuốc thứ tư để chữa cái bệnh cảm cúm thì mình có thể dùng một nắm rau răm kèm theo khoảng 3 lát gừng và mình ăn với cháo thì khi mà mình ăn cháo rau răm như vậy nó sẽ ra mồ hôi và nó giải cảm rất là tốt. Trên đây là em đã chia sẻ một số công dụng cũng như là những cái bài thuốc và một số lưu ý khi mà mình sử dụng cái rau răm đối với bất cứ một loại thực phẩm nào dù là thực phẩm dù là thực phẩm hay là thuốc thì cái liều lượng sử dụng vẫn là cái yếu tố quyết định mang lại cái giá trị của cái bài thuốc ví dụ như là nếu mình dùng đúng dùng đủ thì nó sẽ mang lại cái giá trị rất là tuyệt vời cho cái việc điều trị bệnh hay là trong cái ăn uống của mình cũng vậy còn nếu mà mình dùng quá liều mình dùng không đúng cách thì nó sẽ mang lại cái tác dụng ngược nó làm cái tác dụng phụ và làm cho cái hiệu quả của cái việc chữa bệnh nhiều khi nó không như mong muốn bởi vậy nên là bất cứ khi mà mình sử dụng một loại thực phẩm nào hay là mình có ý định mình tìm hiểu một số bài thuốc hay những cái liên quan thì mình hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi sử dụng nhé. Vậy hôm nay em đã chia sẻ những cái công dụng rất là tuyệt vời của rau răm và một số lưu ý khi mà mình sử dụng cái loại rau này vào để chữa một số bệnh thì mình có thể tìm hiểu và mình ứng dụng nhé. À, nhà em thì à, em rất là thích mùi của cái loại rau này Nên là mình thường xuyên là mình ăn kèm các cái món ăn Trứng vịt lộn mà không có rau răm là không ngon rồi Hay là các cái bón bún, bún ốc, bún riêu Mình à, bún bò mình cũng sắt một ít rau răm mình cho vào ăn rất là ngon luôn Video chia sẻ về rau răm của em cũng xin kết thúc tại đây Xin cảm ơn cô bác và anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh nhé